Tụi bay độc đám ăn hại rồi. Chỉ có một thằng như một con Ali à đi thôi. Bà cả đám á, không tìm được. Tụi bay tức tốc tìm chứ được có Ali gì cho tao. Dạ. Dạ, tụi em đang ráo riết truy tìm ở đại ca. Ráo riết cái gì? Dù lật tung hết cả tỉnh luôn mà. Tụi bay tìm được gì đấy cho tao. Dạ. Nhớ lớn mày. Nhà của ai đâu nữa nhỏ? Dạ, nó có người quen ở dưới Long An. Tại sao không đi từ xuống dưới tiệm? Dạ. Dạ. Lật tung hết cái tỉnh tiệm với tao. Dạ, dạ. Dạ đại ca. Mà quy động bao nhiêu anh em vậy đại ca? Quy động cái gì? Bao nhiêu anh em? Đứng đây. Ngu. Nghe tao dặn kỹ rồi. Chỉ có hai thằng bay thôi. Quy động cho cố sát cả đám đó. Bứt dây động đất hả? Ủa là sao vậy anh? Người ta nói bước dây động rừng, sao đại ca mà nói động đất? Động gì cũng được, miễn đừng động tới ổng. Động tới ổng là ổng cho về thăm ông bà, không tốn tiền xe luôn. Ghê quá. Phải công nhận nha, hồi nãy á, con hành động vậy á, chị ưng bụng dễ sợ luôn. Con á quả là bản lĩnh nha. Chị thích đó, làm con dâu chị đi. Chị hả? Hồi nãy giờ cái vụ này chị nói con hai lần rồi đó. Ủa có nói hả? Lần ngoài ngõ chứ lần trong này nè. Mà con thấy ngộ thiệt nha. Ừ? Không hiểu sao mà nguyên cái app này nè, ai cũng tin lộn năm chum ta, rồi tin vào thần linh nữa. Nói ra thì họ cũng dễ thương lắm con, tội nghiệp đó. Mỗi người đều có một cái hoàn cảnh nè. Ai cũng có ước mơ, ai cũng có hoài bão, mà họ không thực hiện được cho nên họ phải nhờ vào thần linh thôi. Đó. Ví dụ như con biết bà ngoại không? Bà ngoại là cái bà mà nhai. Đúng rồi, nhai cái cục thuốc xỉa bay lớn vậy nè. Đó, bà đó. Bà có đứa cháu đi học nước ngoài mà lâu rồi nó không về thăm bà. Nên bà ngoại chỉ muốn sống lâu để kịp gặp lại con thôi. Còn bà Lượng á, bà bệnh truyền miên à. Nay đau này á, mốt đau kia. Chỉ mong sao mình mau hết bệnh. Bà sợ là bà không lo được cho con Trinh á lấy chồng đại gia, có cuộc sống sung túc. Nên cầu xin thần linh là như vậy đó. Vì được bà, đừng còn ông Toan á muốn kiếm thật nhiều tiền để trả thù vợ cũ. Anh có làm gì sai đâu mà Vi ơi. Vi, ủa chú nó cũng có vợ nữa hả? Có vợ. Vậy mà con cứ thường ổng á. Không, tại cái tánh không đều đều vậy đó. Dạ. Ông có vợ, vợ bỏ đi à. Cái ông Năm Chung, ông biết được yếu điểm của từng người nên ông nắm thóp. Từ đó đó, một truyền thành 10, 10 truyền thành 100. Cho nên nguyên cái ấp này là bị ông mê hoặc hết là vậy đó. Con hiểu rồi. Nhưng mà tính ra thì mấy người đó cũng tội quá vậy ha. Ừ. Ê, nhắc lại mới nhớ, hồi nãy thằng cha Năm Chum á, chà rủa thằng Lâm như vậy, vậy tức dễ sợ nha. Ức sức gì muốn dãy vô, vậy bóp cổ cũng chả ghê vậy. Gì? Hồi nãy con nghe là cái chú gì đó, cái chú gì tóc bạc bạc á. Ông Toan. À, chú Toan hả? Ừ. Ông nói là Năm Chum phán chú Toan á là sẽ được gặp quý nhân, là ông gặp quý nhân liền. Con thấy nó nghi nghi gì đó sao á. Đúng không? Rồi bây giờ ông nói là anh Lâm sẽ bị tai họa. Có khi nào á anh Lâm bị thiệt không gì? Chả mà dám đụng vô sợi tóc của thằng Lâm nha. Là gì đổi mạng với ông liền đó. Ê, chết gì ơi, không được rồi. Con nghi quá à. Con nghĩ là chắc chắn là ông Năm Chum này á sẽ làm cái chuyện gì đó để hại anh Lâm á. Chạy xe không coi đường coi hướng gì. Xe tì chứ chân tao à. Tại con gà chứ tại tôi hả? Tại mày lái xe. Mà gặp anh là xui xui à. Mang cái xui từ trên Sài Gòn về đây luôn á. Nè, trên đó có chuyện gì đúng không? Phải có chuyện gì anh với Dương mới về đây được.
Chuyện gì đâu, tôi về quê tôi chơi. Lại ừ, về quê mày ăn Tết coi Tết này có gì vui không? Mặt sao không à? Nè, nói chuyện với tôi á, không dám nhìn thẳng cái mặt tôi nè. Sao tôi tin được? Nè, nhìn nè. Bây giờ mới dám nhìn hả? Thiệt. Tại vì tôi ngồi tôi suy đoán á nha. Nếu như mà bình thường anh về đây chơi á, không thể nào dưng đi chung được. Mày ngộ không mày? Hai anh em tao đi đâu cũng phải có đôi cặp chứ, không lẽ tao bỏ nó? Khó tin thiệt chứ. Trời ơi. Ủa anh đâu biết em đâu cái gì vậy? Để đi chỗ khác em qua bên kia đi. Không quen đâu. À. Cái gì vậy? Ủa ngực. Trời ơi. Trời. Trời ơi, tự nhiên hỏi chơi không chơi gì trời. Quay cái tao sợ kìa. Ê. Đó, dám sợ tao hả? Mày đó. Dám sợ em đó. Gái tao hả? Anh tôi có làm gì đâu sợ. Làm gì đâu anh? Tự nhiên bay vô xà vô tự nhiên lấy tay. Ủa? Chuyện gì vậy mấy anh? Làm gì mà đụng tay đụng chân vậy? Mày đây. Tôi là người nhà của hai anh này. Hai thằng này sàm sỡ em gái tao. Không có, không có. Tự cái gì? Tự cầm nó vô. Sàm sỡ hả? Chồng. Em chồng cho con hả? Trời ơi. Trời ơi. Chồng con ha. Tôi ở nhà tôi nấu cơm thấy bà nội tôi luôn. Ra đi đi sàm sỡ gái ha. Ông nhìn tôi đi. Trời ơi, điện nước cũng đầy đủ mà. Kiếm cái gì mà đi tìm gái? Còn ông nữa. Trời ơi, vợ con sắp đẻ nhà rồi, giờ còn ngồi đây đi sầm sỡ gái hả? Vợ đẻ hả? Đứng lên, ông đứng lại cho tôi. Anh về cái. Lẹ lên. Vợ đẻ hả? Vợ đẻ. Anh về. Đi về, vợ đẻ nhà rồi, còn ông nữa. Ngồi về chết với tôi. Mày kìa. Đứng lại chưa? Cảm ơn con nha. Vậy, con có làm gì đâu mà cảm ơn con. Thôi, để dì xuống kia dì nấu cháo để bồi bổ cho tụi con ăn nữa. Cháo gà hả mẹ? Này là thưởng cho tụi con á hả? Ừ. Tôi đi ngồi về nha. Thôi, để mình dì làm được rồi. Ngồi đi chơi đi. Thằng giỏi nó như vậy. Ờ. Dạ. Má mày đâu rồi? Má. Cái gì vậy? Đang ngồi tới kìa, nó cầm hai cái dao kìa, xuống lên lắm. Dạ. Dạ chú. Ờ. Kiếm mẹ con chi vậy? Hồi chiều mẹ con nhờ chú mày mấy cái dao. Giờ chú đem qua trả mà có gì đâu mà cái thằng ừ, này làm gì á? Xong rồi hả? Trời ơi, cảm ơn nhiều nghe ông ơi. Này chị đã. Trời ơi đã chứ. Cái thằng này làm gì mà nó nhớ gan dữ vậy chị? À, dạ. À ha, nó tưởng anh là giang hồ đó. Ừ. Mà cái mặt giống thiệt. Đâu, cái xưa rồi, giờ bỏ lâu rồi. Mày cảm ơn nha. À. Thôi vậy nha, vậy ngân hàng nha. Ủa mẹ. Hả? Mài dao xong rồi bỏ đi vậy hả? Mày dũng. Không lấy tiền luôn. Trời ơi, tình thương mới thương hàng xóm. À, con nghi lắm nha. Nghi gì? Nhưng mà con thấy cũng được á. Được không? Con chịu chú này hơn chú Công nè. Thôi mày. Hả? Ai cũng được nha dì. Trừ đó ra giùm con nha. Sao vậy? Nhìn ghê quá. Với lại có gì để con mua dao mới cho. Đừng có đi mài. Mất mớ gì? Sợ sợ rồi đó. Sợ. Anh con nhát lắm gì. Thôi nè, dẹp hai con dao giùm dì cái. Để dì dẹp cho. Dạ. Mệt dữ. Ôi, anh bấu cái tay của em mà anh đau luôn á này. Cái gì mà anh nhát dữ vậy? Tại ông đâu kia kìa. Cô lắc lơ đi trả dao. Đang đợi ăn chó gà. Ê. Ê. Hai anh em đừng có đánh trống lảng. Muốn nói gì nói đi. Có chuyện gì anh Đức? Giang hồ gì? Hả? Có chuyện gì đâu à? Xuống phụ gì coi cháu lên chưa? Giang hồ gì? Lúc nãy là nói đó. Giang hồ được hai anh em đúng không? Này, nói đi. Giấu giếm làm cái gì nữa? À, tôi đi đóng phim. Có cảnh giang hồ cầm hai cái dao. Đó, dí tao. Cái tao vô tao chạy vậy nè. Cái đạo diễn kêu tôi đứng lại. Cái tao sợ quá. Đó, cái giang hồ đi. Cái tao lại tao ngồi xuống. Đó, tao ngồi xuống. Chứ vậy hết sợ rồi. Anh Đức, anh xàm xàm thì được nha. Đóng phim bỏ ý định đó đi. Giỡn mặt hả? Nè, với lại tôi với anh á, anh em biết nhau bao nhiêu năm trời rồi. Diễn với tôi làm gì? Định giấu hả? Thì tao với Dương bị giang hồ trên thành phố nó dí.
nên chạy về đây trốn. Thiệt tình luôn á, phiền phức thiệt. Em biết là hai anh em tụi em á làm phiền tới mọi người, cho nên nếu mà anh muốn đuổi á thì tụi em sẽ đi. Cậu như tôi không biết chuyện này đi. Lâm, Lâm. Dạ rồi. Để tao sức cho. Anh sức của tao mạnh hơn và đau hơn á. Nghĩa nha. Ôi da, anh ơi. Mà là lớn gì Phượng với Tâm vậy giờ? Anh ơi, anh đứng lên đi. Anh tuột quần ra đưa cái mông đây. Em sức cho. Để lên, để lên. Để lên. Ê, chưa có vợ chứ tao cũng lớn rồi mày. Để lát tự tao làm được. Em chưa có sức luôn á. Đau, để tao nhắm mắt. Thôi đi ngủ đi. Vô đi để tao sức cái mộng thôi. Em sẽ chào. Thôi. Thôi vậy gì? Kỳ đó. Thôi đi đây, đi đây, đi đây. Ủa, tao chưa có vợ mà. Đứng lên, quần xuống, trời ơi, sức cái mộng cho. Mai mốt anh lấy vợ rồi em đâu có cơ hội sức nữa đâu. Cái mộng của tao phải để cho vợ tao. Vô đi. Anh hai có lỗi với em nhiều quá. Từng tuổi này mà anh hai không làm được báo hại em không? Giờ sắp Tết mà anh hai dẫn em đi chung chui chung nhủi. Sợ khổ. Em chỉ muốn anh hai thay đổi thôi à. Chỉ coi như vậy á thì mẹ cũng không có lo cho anh hai nữa. Mà anh hai ơi, bây giờ em nhớ mẹ quá à. Tao cũng giống trai quê quá mày. Em mới giống hơn nè. Ê, anh Đức. Hai anh em đi đâu vậy? Em đâu đuổi đâu về. Hả? Anh xin lỗi. Anh hứa luôn anh không có nghĩ ngợi gì đâu. Ở lại nha. Tự nhiên nó nói bỏ đi gì vậy? Em á là em tính là đi vòng vòng ở ấp này nè. Rồi đem theo cái thùng hóa trang. Lỡ có hai cây mất cấp thì kiếm được thêm chút tiền. Thiệt không? Thiệt. À, kiếm thêm thu nhập cũng tốt. Thôi mất thời gian quá à. Em đi kiếm tiền á. Rồi anh đi đâu? Tôi đi ra quán cà phê kiếm việc làm.
Ủa mà tiện Tết nhất hai anh em về đây chơi kiếm việc làm chi vậy trời? Kiếm tiền Tết. À cũng có lý ta. Nhà có nhà đi. Kiếm tiền có tiền tôi lì xì cho. Đúng rồi anh. Mấy ngày cuối năm này người ta đi kiếm việc làm nhiều lắm á. Đi lẹ. Anh mà chậm một giây là thất nghiệp cả đời luôn á. Ừ. Đi đi. Để tao nghe. Ừ. Dương ơi. Dạ sao chú? Mày rửa rồi thuốc ơi. Dạ. Mà chú làm gì chú leo vô đó vậy? Tôi rình bay. Chú phải núp dưới gầm cầu. Chú rình tụi bay. Dạ. Tại sao? Ngày hôm qua giờ hai anh em tụi bay chưa trình diện chú hả? Dạ về quê ăn Tết cũng phải trình diện hả chú? Phải trình diện hết. Nhưng mà một ấp có nhiều hộ, một hộ có nhiều người, không lẽ chú điều tra hết luôn hả? Nhưng mà cái ấp này là ấp sắp sửa lên ấp văn hóa, phải kiểm tra, không có cho phần tử xấu trà trộn vô ấp này được, biết không? Dạ. Không hỏi nhiều, xuất trình giấy tờ. Chú. Gì? Con dội của con đem giấy tờ. Nhưng mà con nói thiệt nha, trời, cái thời gian mà chú điều tra hai anh em tụi con á là chú nên đi điều tra cái hội mà mê sen kia kìa. Trời, cái hội đó hả, mê tín dị đoan, đáng lẽ chú phải điều tra cái hội đó mới đúng chứ, đúng không chú? Con nói đúng. Dạ. Mày đừng có đánh trong lãng. Chú đang hỏi mày giấy tờ đâu, xuất trình ra, mau lên. Rồi khai thiệt đi. Nếu bay là cái xác chìm á thì chú hỗ trợ bay, còn bay về đây mà phần tử xấu là tao cho bay chìm luôn. Nói không có giấy tờ đâu. Dạ con đi dội con không đem theo. Giờ bay về quê mày cái thùng này thùng gì? Dạ cái thùng này thùng đồ nghề của con. Đồ nghề? Dạ. Tao hiểu rồi, hàng nóng phải không? Tụi bay đem hàng nóng về cái xã này hả? Dạ. Tụi bay quá bay luôn rồi. Dạ không có. Ngoài ra. Dạ đồ nghề của con không mở được. Đồ nghề không mở được tức là hàng nóng. Đây là hàng nóng đúng không? Dạ không phải. Nếu không phải hàng nóng tại sao bay không dám mở? Dạ mở ra chú coi. Dạ thì con mở. Mở ra. Chết tụi bay rồi, tụi bay loạn rồi. Dám đem hàng nóng về xã này. Thôi, tao không tin tụi bay luôn. Tụi trẻ bây giờ tao khám mà hàng nóng trong đây. Chết cha hàng lạnh. Mày chặt cái tay ai vậy? Mày chặt cái tay. Mày dám chặt cái tay tao? Ủa, tôi còn hai tay mà. Hả? Mày chặt cái tay mà còn có bốn ngón à? Thôi bay quá bay luôn rồi. Thôi tao đưa tụi bay vô tù hết tụi bay. Được. Trời ơi trời. Thôi tụi. Trời ơi nó lột da đầu. Mày lột da đầu Phượng hả? Phượng của tao bây giờ cái đó. Ủa không phải đầu Phượng. Đầu ai tanh quá vậy? Hả? Mày lột da đầu bà bán tôm với bà chợ phải không? Hèn chi tao thấy đầu bà trong lóc rồi. Mày lột phải không? Dạ không. Trời ơi chú nghe con nói đã. Cái này là đồ hóa trang của con. Hóa trang hả? Cho mày đừng có xạo. Cây này. Cây này của ai? Cây này của ai? Của chú. Mày hổn. Của tao mà màu đen thui gì sao hả? Mày dám chặt của người ta. Mày hóa trang thì sao mà nó đen khí vậy? Nên là của chú mà. Đúng rồi, cây của tao mà sao mày để trong này? Chú ơi, để vô mà chú đổ thừa con. Tất cả hàng này là hàng gì? Tại sao có thứ này hả? Dạ con nói lại một lần nữa, đây là đồ hóa trang. Con làm bên đoàn phim. Ở trên trển á, con làm bên đoàn phim. Con quá trang cho người ta. Ủa vậy là bay có nghề ngỗng đàng hoàng hả? Trời ơi, nghề nghiệp đàng hoàng với chú. Bay làm trong phim mà tụi bay làm cái chức gì trong đó? Dạ là quá trang á, makeup á. Makeup là gì? Là quá trang. Quá trang được còn mà thêm makeup gì nữa? Thì ở trển nói makeup không à. Vậy hả? Dạ. Ủa con, nếu mà con làm cái phim vậy rồi mai mốt cho chú làm phim chiếu Tết với chứ. Mặt chú lên TV á nha. Cho chú lóng dây quần á. Dây quần là dây gì chú? Đâu có dây quần. Quần chúng cũng được. Nè con. À, mê đóng phim phải không? Mê lắm. Trời ơi, nhìn là biết mê rồi. Dạ, ráng qua năm nha, qua năm đóng. Qua năm. Qua năm đóng, rồi qua cái Tết này tao mới được đóng hả? Dạ. Đóng ngay phim này được không con? Phim một quả cũng được. Cho chú đóng phim nào cũng được. Dạ thôi chú, qua năm tính nha, qua năm tính. Đó, thấy chú không? Chú thấy không? Công việc nghề nghiệp ổn định nè. Cho nên là
chú đừng có bắt bẻ anh em tụi con nữa nha. Giờ con đi làm. Hứa cho chú đóng phim nha. Dạ hứa luôn, trời ơi. Thế chú đóng phim hợp không? Dạ hợp. Dạ hả? Hồi nãy giờ con thấy trí tưởng tượng của chú à, hơi bay cao xa luôn á. Dạ. Con đi nha. Ờ. Dạ, hẹn chú phim sau nha. Con ơi, phim này đi con. Con đang làm phim này cho chú đóng chứ. Mình bây giờ y chang là mất cấp dạo luôn á. Không có công ăn việc làm ổn định. Tết thì gần tới rồi. Ê, hay là vô đây xin làm ta, kiếm tiền về quê ăn Tết cũng được chứ. Trời ơi, không biết cái này có bị thình lình trục xuất không nữa. Cái gì vậy chị? Hú hồn bao gì á? Phải em không? Sao bữa nay em lạ vậy? Gì đâu, em mộng chính nè. Biết rồi, nhưng mà bữa nay mặt em bị gì vậy? Cái này anh nói là phong cách phù tang mà giống phù thủy lắm hả? Không, nhìn nó khó coi lắm. Trời ơi, mà em đi đâu mà em mất cấp lòng lộ vậy? Em đi gia nhập hội thần linh, phải ấn tượng chút chứ. Trời ơi, em mất cấp kiểu này rồi là sao thần linh chứng cho em? Chứ giờ sao chị? Thì bây giờ phải sửa lại, làm cho em đẹp lại, thanh tao lại. Mà kịp không? Bây giờ em gấp quá mà. Trời ơi, sao không kịp được? Em mà gặp chị là em gặp đúng người rồi. Chị là trùm mất cấp mà. Nhưng mà em không có tiền đâu nha. Về tiền bạc á hả? Cái chuyện này á, em không có cần lo đâu. Miễn sao chị làm cho em đẹp, em đi giới thiệu cho mọi người ở cái ấp này nè. Đó, ai cần tới mất cấp các em nhớ tới chị nha. Vậy mình làm liền đi. Dạ, con mời thầy. Nè Đà. Dạ. Cái vụ kết nạp hội viên mới mày lo tới đâu rồi? Thầy yên tâm, tất cả mọi thứ con đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ còn thầy và con khoác sim y vô là hành lễ. Nhớ. Dạ. Chuẩn bị cho nó chỉnh chu đàng hoàng. Thầy trò mình không phải hốt thêm mớ tiền nữa nghe. Thầy. Con nghe tới tiền nó con khoái liền thầy. Mời thầy. Mà con công nhận nha. Thầy của con đúng là thiên tài. Thầy biết không, con kiểm tiền rồi á thầy. Con thấy à, tiền mình kiếm một năm nay á, trời ơi, nó nhiều bằng người ta kiếm 10 năm luôn á thầy. Nhiều đó mà nghĩa địa gì. Tao cho mày hay, tao sẽ khiến cho cái làng này, thậm chí cả cái tỉnh này đều phải nghe lời của tao. Tao biểu họ bán hết nhà cửa ruộng vườn thì họ cũng nghe theo lời của tao. Thì vậy hả thầy? À thầy, còn hai người mới sao thầy? Hai chỗ đó hả? Dạ. Nếu không thu phục được tụi nó thì tiêu diệt luôn để trừ hậu quả. Trời, thầy ơi, cuộc sống mà thầy là một mạng người mà thầy, sao thầy nghiệp quá vậy? Nếu có gì thì cứ bình tĩnh, không thu phục được từ từ mình huấn luyện người ta, bắt đầu thì giết người ta chi vậy thầy? Giết hả? Giết hả? Coi phim xã hội đen cho nhiều vô. Tao cho mày hay, tao đã ở tù hết mấy năm trời, tao không muốn vô chổng nữa nè mày. Giết. Chứ thầy kêu trừ khử là sao thầy? Tao đã tạo ra được thần linh thì tao cũng tạo ra được âm binh. Tao sẽ khiến cho hai đứa đó trở thành âm binh. Tới lúc đó tự động sẽ có người tiêu diệt nó. Ok. Trời đất ơi. Gì em? Chị mới cấp kiểu gì vậy? Bị gì vậy em? Cái vấn đề là nó quá đẹp. Em thích quá à.
chị ơi, em phải selfie mới được. Trời ơi, cái mặt em sao bây giờ mỏng chín mà nhìn như ngọc chín vậy đó chị. Thôi cái môi nè, cái môi gì mà nó tròn, nó nhát chí cái kim với chuông quá đi. Trời ơi, ôi cái da make up như không make up vậy đó. Rồi lông mi lá liễu nè, đẹp không? Quá đẹp luôn. Đây, bữa nay là chị make up cho em là nhẹ nhàng đó. Mai mốt á, chị make up cho em lồng lộn giống như là đi vũ hội vậy đó. Như đi thảm đỏ hả chị? Ừ. Ủa, trời ơi, đẹp quá à. Mai mốt có gì chị làm cho em á hả? Kỹ kỹ chút xíu. Nhưng mà chị ơi, cái hình á, nhìn lên cái mỏ nó đỏ chót à. Đi vô hội thần linh là em bị chửi đó. Thôi, chị chùi cho em đi. Chứ không có được đâu. Vậy thì bây giờ chị đánh nhẹ lại cho em thôi. Mình chùi cũng khó lắm. Ừ. Chị đánh làm sao mà hả? Người ta không biết là make up á. Đây, 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 chị chỉnh cho. Rồi. Rồi đó, chỉnh cho nhẹ nhẹ lại thôi. Đẹp dặn người mà không chói lóa đẹp nè, được nè. Đây, 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 dặm lại một tí nữa. Mày có tâm quá à. Rồi, bảo em. Rồi, nhẹ nhàng hơn rồi đó. Trời, có chị là em bớt phí tiền cho mấy chỗ tàu lao mới lao rồi. Nó nghe nè, cho chị số điện thoại đi. Dạ. À, chị lưu vô đây nha. Vô chị Dương make up thần thánh. Mà nó nghe nè, ở trong cái ấp này á, có ai cần make up để mà đi ăn cưới, đi ăn tiệc, đi gian, đi lễ hội, cứ báo cho chị nha, giới thiệu cho chị đi. Xong rồi có chị có khách á, sau này chị make up cho em đẹp lông lộ luôn, miễn phí. Có làm tóc không chị? Làm tóc luôn, miễn phí. Yeah, vậy là mai mốt em sẽ lưu chị rồi, em giới thiệu chị nha. Em có một thắc mắc rất lớn muốn hỏi anh. Hỏi đi. Tại sao anh phải thức sớm để tạo một tiểu cảnh trên đầu mình làm gì vậy? Em không hiểu gì á. Đây là cái chiêu của anh á. Người miền quê là hiền lành, chân chất. Anh phải tạo như vậy để gây thiện cảm. Cái mình hỏi cái gì người ta cũng trả lời hết á. Vậy hả? Ừ. Cảm ơn chị em gia học của Hồng Linh rồi. Ồ, có em gái kìa. Em gái, cho anh hỏi em gái ơi. Em gái, cho anh hỏi em gái ơi. Chắc em gái bị điếc á. Lấy gần, lấy gần. Dạ. Em, cho anh hỏi thăm cái. Ê bà nội, bà biết cho cái là bà em. Dạ, dạ, dạ thiếm. Trời, thiếm, thiếm chơi dơi quá, sao tự nhiên phun nước miếng vậy thiếm? Thiếm, à, thiếm cho con hỏi. Nói cái gì, họ không nghe. Dạ, thiếm cho con hỏi. Bà mẹ mày, tôi có bị điếc đâu mà la dữ vậy, thằng quỷ. Dạ, con xin lỗi. Thiếm cho con hỏi là gần đây có hỏi cái gì vậy bà. Mà bà nói bà không biết. Dạ thiếm cho con hỏi, gần đây á có hai anh em nào tới làng này không? Không thấy anh em nào hết trơn. Vậy á, trong làng này có người nào tên Lâm không? Lâm hả? Lâm làng này nhiều lắm, còn có là Lâm Tặc nè, Lâm Bôn nè, rồi tìm Lâm nào? Lâm, tìm Lâm. Mà nè, có khi nào hai cậu đi lộn làng không? Đúng rồi anh, bà thấy mình nói đúng á. Có khi nào mình đi lộn làng không? Hay mình lạng qua cái làng khác đi, chỗ này em thấy ghê quá à. Ê, mà tôi nói cho hai cậu biết nha, cái xóm này nè, đi vô một là bị thương, hai là mất xác luôn đó. Mấy cậu ghen quá ha. Trời ơi. Dương, anh xe anh chở về. À, tôi biết ghen đó nha, đừng nói chuyện với trai trẻ, tôi không thích rồi đó. Sao bạn? Sao gu mặn dữ vậy ta? Trời ơi, đôi lúc đổi gu cho nó thú vị bạn, ngon lắm. Trời khờ ấy, sợ luôn, trẻ vậy mà quen mà thiếm lắm. Vâng, cứng vô. Không, người làng này kỳ ghê á. Anh ơi, sợ quá. Thôi vậy. Thôi đi anh ơi. Không, phải tìm vô ra. Không thôi làm anh em mình chết với đại ca đó.
ơi nghe nè cô Út, xuân cũng sắp về buôn làng đông đúc, làng trên xóm dưới ai cũng tấp nập, vậy là mới đây cũng hết một năm. Cái mèn nét ơi nghe đâu cô Út, cái cô diễn viên họ Hồ dễ mến, nghe đồn năm nay cô làm phim xuân, cứ nhắn mọi người về nhà ăn Tết. Tết 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 đến rồi đây một năm đã đi qua. Thấy 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 người ta đặt vé xe về nhà. Có những nhành mà đặt cho bông sắc màu. Phố xá tấp nập, cây lá ươm mầm, chờ một năm mới về quê mình. 365 ngày rồi thật nhanh đã trôi qua. Chỉ muốn bước thật nhanh lên chuyến xe về nhà. Trời ơi, dạ dạ thật là thương biết bao. Dạ dạ về nhà là thấy ấm trong lòng. Dạ dạ về thôi. Cơm nhà nấu. Giờ thì về nhà nhanh nhanh nặng. Không phải bon chen với cuộc sống u sầu. Giờ thì về nhà mau thôi. Về vòng tay gia đình. Giờ thì về nhà nhanh nhanh nặng. Giờ thì về nhà mau thôi. Về cứ ăn Tết thôi. Giờ thì về nhà nhanh nhanh nặng. Giờ là lúc ta phải về nhà. Giờ thì về nhà mau thôi. Về cứ ăn Tết thôi. Giờ là lúc, giờ là lúc, giờ là lúc ta phải về nhà.